ơi. Cẩn thận. You are, I give you a lady here, okay? Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Spa TV. Anh em mình sau khi anh em mình thưởng thức một cái nhà hàng đậm chất bản địa thì bây giờ bắt đầu tiếp tục của hành trình. Đó là bây giờ ba anh em mình sẽ đi đến sa mạc các bạn ạ. Và hôm nay trải nghiệm cưỡi lạc đà rồi giới thiệu với các bạn một số những món ăn ngon. Mà trước khi anh em mình đi thì anh nói em biết là lý do tại sao là chầm chéo Spa TV phải đi đồng hành cùng anh không? Là tất cả những cái món bên này nó hơi có gây bơ, hơi có những cái mà đại khái nó hơi khó ăn tí mà nó không có cay, thì cho nên là bắt buộc như trưa nay này, đây này, cái nọ ăn là cái nọ ăn của trưa nay là bọn anh ăn cái này, không sao, anh đã bịt rồi, nọ ăn của trưa nay là vẫn còn đây, nên là tối nay mình sẽ vẫn có cái món ăn là cừu này. Ăn các cái món gì mà liên quan đến là mình chấm chẩm chéo. Cho nó cay cay. Còn bây giờ thì mình vào một cái siêu thị nhỏ đây. Mình mua bộ quần áo bản địa. Để hôm nay anh em mình cưỡi lạc đà. Ok. Let's go. Đây là toàn bộ anh em đi đi vào sa mạc đấy. Đây là toàn lăng cừu dơ hết. À đây này. Mình sẽ mua cái bộ giống như này đúng không? Đúng không? Mình mua một loài anh thế nào? Đây này, bộ kiểu giống như này này. Yeah, đi. Không, đi vào thế nào? Hello. Okay. Yeah. Just come here. Where? I give you. Do you want like this? Huh? Yeah. Buy in here, right? Come. Where? You are TikToker? Yeah, exactly. Okay. Vlog, you make vlog. Okay. Where are you from? Vietnam. You know Vietnam? I know. How much the one? Special for you. 1, 2, 3? One, two. And you? Three. Yeah. You give me 150 each. 150 each. Yeah, this one included three pieces. With our complete shape. 150. I make a complete shape. For whole. Là bao giờ? Nó bảo 150. Remove this one. Một bộ đúng không? You pay dollar? Mắc cả được. Nó bảo là mình đang quay phim thì nó kiểu là mình phải tắt cái quay phim đi thì nó mới giảm ra thành khôn thật đấy. This one and this one. Chặt không? Sợ chặt thế này. Nó nhìn nó sai, bên sai bên sai. White red. Yeah, white. Very nice, very nice. Thank you. You kidding me? Why you kidding? If not, then Ai ở chợ đấy? Hay sao vậy? Hay. Ok đi 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 đi. Đấy ai có đeo cái không? Không. Đấy, tiền này đấy. Cái này
Cái nếp tiền cho kem nhau hả nhá? Rồi, rồi, rồi. Ok. Hay à? Anh em thấy ok không? Hay à, trông được ấy. Cứ làm một cái đi cho nó mẫu. 20, 20. À, 40, 42, ok. Mà cả kinh phết anh em ạ. Ok. Two ok or not? Two for 40 ok or not? 40. Dạ, nó mới quay game đó. Dạ, quay. Ê. I pay for the his cream, ice cream. How many piece two? One only. Thank you, brother. How much? 40 for two, okay. 80. 60. No. 60. No. 40 for two, okay. 140 and 15, 55. No, okay, I give you back. Okay. 40 for two, okay. Yeah. Lấy hai cái 40 mà cả hai cái 40. Ở đây mà cả hơn đi chợ anh em. Ok, thôi được rồi. Nhưng mà đen đen chứ. Lấy cái đen đen đi. Give me one black. Black for him. Hàng Lacoste đấy, đừng cái đồ à. Good. Ok. Bọc. À. Cái này phải đồ gấu hơn không, anh ạ. Quả đây không đồ gấu hơn đâu, chung nhìn. À. Quả đen đen này này. À được được được. Alo alo. Ok. Em phải đen đen này này. Đây này. Đây đây. No. Quả đây. Quả ra 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 ra. Này này này. Bọc luôn logo fan luôn. À, ok. Give me back money. How much for the ice cream? 15, 15, 55. Okay, right. Thank you. Thank you. Thank you. Right. Thank you. Bye bye. Anh em thấy anh em tôi quả uy tín chưa? Bây giờ tôi biết rồi nhá. Sang bên này là vẫn có thể mặc cả được. May có ông hướng dẫn viên, ông hướng dẫn cho. Vẫn mặc cả. Hiện tại thì anh em mình vừa mới lên đến cao tốc và đang ở hai bên đường đây là sa mạc rồi các bạn ạ. Đấy, mình nhìn thấy rất nhiều xe đang lăn đê bò toài rồi. Hầu như là tất cả những xe ra đây là đều đi ra sa mạc cả, đúng không em? Vâng. Toàn đang gu dơ nhỉ? Vâng ơi. Dạ. Những cái xe ra đây hầu như là toàn ra sa mạc đúng không? Cái xe lăn gu dơ này đều là để xe trên sa mạc đấy anh ạ. Ui, nhiều nhiều lăn gu dơ chưa này? À. Và sau đây mình sẽ ra cái bãi rừng nghỉ này. Mình sẽ trải nghiệm là cưỡi sa mạc, là cưỡi lạc đà. Cưỡi lạc đà trước. Vâng. Wow. Sau đó thì cả đoàn thì mình sẽ ngồi trên xe, xong bác tài sẽ đánh võng cho mình trên những cái sụt cát. À. Lúc mà mình đang cưỡi lạc đà tí nữa thì bác tài sẽ xì cái hơi xe. Rồi. Là cái xe nó bám được trên cát. À. Rồi. Không bị là bị sa lầy đó. Rồi rồi. Và sau đó thì nhà mình sẽ được quay phim chụp ảnh với cái hoàng hôn ở trên sa mạc rất là đẹp. Rồi, xin thành cảm ơn. Em có thể giới thiệu qua về cái tiểu sử lạc đà rồi tại sao lại như lúc nãy thế nào đấy? Anh cũng chưa hiểu. Nãy em có nói về cái trang phục cổ truyền của người Ả Rập. Ừ. Cái trang bộ phụ anh đang mặc đây. À. Gọi là Kandura. Mình có phiên âm thế là Kandura đấy. Kandura. Kandura. Cái bộ này là bộ cổ truyền của người Ả Rập. Đây người ta thích mặc cái bộ này hơn là cái bộ trang phục Tây. À. Vì đây là cái niềm tự hào của người Ả Rập chị nhé. À. Những cái khăn cái dây ở trên đầu á. Dây chị đang chùm đấy. Dây đen này, dây đen này. Là cái khăn này dùng để gọi là che nắng rồi là che cát cho người Ả Rập. Cái dây trên đầu đó thì ngày xưa là người ta hay dùng để người ta buộc cái chân con lạc đà. Vì là trong cái cuộc hành trình trên sa mạc ấy, thì con lạc đà ban đêm đi nghỉ nó người ta sẽ phải trói chân nó lại để nó không đi lạc. À. Thì khi mà làm cái con lạc đà ngoài sa mạc đồng nghĩa việc là cái chết đang đến rất gần đấy nhá. Rồi. À. Có thể chết lạc đường và chết đói ở giữa sa mạc. Nên cái dây này rất quan trọng, là từ đó thì nó gắn liền với gọi là cái trang phục truyền thống của người Ả Rập. À. Thì ra là cái này này các bạn này, cái dây này cực kỳ quan trọng nhé. Đấy, nếu mà mất cái dây này là lạc đà nó mà trốn mất là hỏng hình luôn. Nhá. Đúng không? Đó thì xa xưa là có tổng dụng hỗ trợ. Thì bây giờ nó người ta cải tiến dần dần thành một tấm điểm, một cái trang phục thời trang ấy chị nhé. Ừ. Là bạn này tên là what's your name? Nadir. Nadir. À. Ồ, bắt đầu vào sa mạc đây này. À, cả xe dép đây này. Nhiều loại xe mày nhỉ? Mẹ. Nadir là how long you driver? How long? 10 years.
10 year. À, bạn Nadia này là lái xe này là 10 năm rồi các bạn ạ. So where you came from? Iran. Are you from Iran? À. Ok. Đấy, bạn này là người Iran nhé các bạn nhé. Lái xe 10 năm rồi. How mình hỏi tuổi nó có ngại không nhỉ? How old are you? Me? Ừ. 42. Ah, 42. So you are big brother, me young brother. À, 42 tuổi là nó là anh của mình thôi. Bây giờ anh em mình sẽ trải nghiệm là cưới em lạc đà. Camel. Cưới camel. Con lạc đà. Mình mà à, nó bảo nó đi. À, bảo phát là nó nghe luôn này. À. Rất hay nhá, nhờ. Ok. Lần đầu tiên để cưới con lạc đà mà nó cao lồng ngà lồng ngồng cái này luôn. Ui giời, sóc phết đấy nhờ Hải nhờ. Sóc chưa anh? Sóc. Ai xa ta, mệt đấy. Quay cái cảnh đằng trước thằng em nó dắt đi kìa. Ra chụp máy cát kìa đúng không? Đấy. Nhưng mà bảo nó nghe nhỉ? Bảo nó nghe ngay nhỉ? Dạ. Ai dạ? Đấy, đúng ra chỗ cát này đúng kiểu sa mạc rồi đấy. Ôi trời ơi, nó thả ở đây à? You are, I give you a lady here, ok? Bây giờ người thả lạc đà là họ thả rồi. Anh em mình là thôi. Cay rồi. Nên bây giờ là mình căng. Bảo mình tự đi rồi. Thôi xong. À, chào tạm biệt mình rồi anh em ạ. Bye bye. Cảnh này thật sự là ngày xưa mình mới thấy là đi trên sa mạc ấy nó khổ như nào. Bây giờ với cái nắng chang chang như thế này ấy nhỉ, anh nhỉ? Ừ. Nhưng mà có một lon bia camel thì chấm hết luôn đúng không anh? Chấm hết luôn. Nào, nâng ly nhá. Ok. 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 Đấy. Tuyệt vời, cảnh đẹp quá. Đây, hiện tại thì anh em tôi đang cầm lon bia và đứng cạnh những chú lạc đà thân yêu. Đấy, ngày xưa đó là một cái sinh tố lô mạch. Rồi. Đấy, và đây là những chú lạc đà thân yêu ngày xưa đã rong ruổi ở trên sa mạc rất là nhiều. Đấy, thì mình xin phép là sẽ chụp ảnh lưu niệm cùng với cả mấy chú nào. Đấy, nhìn kia để chụp ảnh nhá. Đấy, rồi, yêu nhá. Nào. Ok. Bây giờ sẽ ra kia để trải nghiệm đi đi xe trên cát. Nào. Đứng đây. Nào. Đây là sinh tố lúa mạch nhá. Rồi, sinh tố lúa mạch. Ừ. Quá tuyệt vời. Thank you friend. Thank you. Okay. Yes. Yêu nhá, yêu nhá, yêu thương nhá. Đấy. Yêu thương nhá. Yêu thương lạc đà lắm đấy. Yêu thương. Cho xin một tấm hình đây. Một tấm hình cái nhà. Em ơi ra đây nào. Em ơi không đây cho yêu nhá thôi đừng. Tất cả một cái yêu nhá. yêu. Đấy nè, là tình yêu ơi. Tình yêu. Con lạc đà này là con này mồm nó thối lắm anh ạ. Nên là phải luôn luôn là phải bịt cái mồm nó vào. Sinh tố lúa mạch nhá. Nó thật mà. Ok. Đấy. Yêu nhá. Đấy. Thôi anh mình chào nhá cậu nhá. Đấy. Đấy. Bây giờ anh em mình chuẩn bị đi ra sa mạc để trải nghiệm lái xe Land Cruiser ra sa mạc. Mà trước khi đi thì chúng ta sẽ phải làm gì nhỉ Vượng nhỉ? Xì bớt hơi đi để cho nó bám bánh đúng không? À. 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 Ở đây là nó có cái đo này. À. You have this, yeah? You know how many kilo Thai smoke here in the Thai. Có nghĩa là nó có cái đo đấy các bạn ạ. À, trước khi tất cả các xe nào đi đều phải xì như này hết nhé. Đây là một cái kinh nghiệm trước khi ra sa mạc. Đây, bắt đầu anh em mình vào bắt đầu sa mạc này. Ai chà chà. Cứ thong thả thôi bạn ơi. Bạn vội đấy.
Vâng, theo như kinh nghiệm đi xe sa mạc thì người ta có bảo là các anh cứ thả lỏng người ra, mình đừng bám, đừng gồng quá nhiều anh nhá. Thả lỏng càng gồng là mình càng mệt. Mọi người cứ thả lỏng thoải mái ra một chút. Văng bên kia. Đi trong sa mạc này mà tốc độ đang là 70 km/h anh em ạ. Ui tốc độ lên rồi, 80 rồi. Đi xe sa mạc thì anh chị sẽ cảm thấy là mình sẽ hơi hồi hộp một chút. Lúc lên lúc xuống. Tuy nhiên thì các bác cái đánh võng rất là đẹp. Cho nên là những cái đường khu sụn cát anh chị có thể là dễ dàng quan sát là cát sẽ bay tận trên cái nóc gọi là cái như là trên nóc capo mình luôn đấy. Ai ta 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 ta. Sa mạc này không ghê đúng không? Đúng rồi. Cho anh em cùng lái đâu đây mà. Vâng, nãy em có chia sẻ đâu anh, đó là lái xe trên này là các bạn ấy phải thi một bằng lái xe sa mạc riêng. Và rất là khó. Có bằng lái xe sa mạc riêng. Ai da, để những cái sụn cát này này. Ui ui. Ai da ta. Mình đi trên xe mạc này bao lâu hả vừa? Thường thì khoảng tầm 20 đến 30 phút anh ạ. Quả là bốc đầu à? Không nhưng mà cái con lăng này cái hệ thống cân bằng của nó tốt anh hiểu không? Nên là dù nó ấy nhưng mà cảm giác nó vẫn sướng nhỉ. Này mình mới thấy là tại sao bên này Trung Đông này họ chuộng cái con lăng như thế. Lăng quá nó trâu. Vâng. Hay là đúng là trên lái xe trên này nó cần phải có kỹ năng anh ạ. Đúng rồi anh ạ, giảm ga và nhiều khi là nó xa lầy luôn. Vâng, bọn em đi là nhiều khách có bảo là cô say xe, cô chóng mặt quá, đi chậm cho cô được không? Thế là bọn em cũng giải thích là bây giờ là xe này đi chậm một chút là nó xa lầy, các xa bác lại phải lấy xẻng, lấy cuốc bác đã đào lên. Mình sẽ bị lỡ cái hành trình. Đấy, nó ngập lốp anh. Ai giờ là con này ác này. Ôi. Ấy à? Nhà mình nếu có sợ thì mình cứ hét lên anh nhá. Dạ. Mình mà không hét lên bác Tài là tưởng là chưa đủ độ sợ, bác Tài lại quẩy tít hơn. Hét bố luôn đi. Hét luôn lên luôn mà biết luôn. À, con này nguy hiểm này. Ôi ôi. Ai ơi. Ai cẩn thận. Ôi. Quả này hơi hơi đấy. Không nhưng mà tay lái này 42 tuổi này uy tín đấy. Có kinh nghiệm mười mấy năm rồi mà. À, ông chọn cung đường riêng rồi đấy. À, nếu những người mà có lối đi riêng cửa này như thế đó. Quả này nguy hiểm này. Ai à? À? Choáng rồi. Choáng ai nào mang nhau. Ai à? Bây giờ nhiều khi là cứ đi theo đường cũ thì không sao nhưng mà hắn cứ tìm lối đi riêng rồi. Lẽ mấy thằng kia. Thì mặt nhau lên đến đỉnh ấy. Như thế đỉnh mới nhìn thấy. Đúng không? Ai giúp lại. Thì đấy. Và cái sa mạc ngoài này thì cái cát ngoài này thì không dùng để làm được gì anh nhá. Ví dụ như là cát ở nhà mình cát biển, ví dụ thứ có thể làm thủy tinh này. Các thứ xây nhà này. Tuy nhiên thì cát sa mạc thì không thể làm có gọi là không dùng trong cái việc gì được anh ạ. Sao thế? Bởi vì là cát sa mạc này nó vôi hóa từ đất từ hàng trăm năm, hàng nghìn năm nó vôi hóa ra. Và cái cát này không có độ dính. Chứ nếu mà Dubai, cát Dubai mà bây giờ mà có thể xây được dùng để xây được nhà thì Dubai lại càng giàu anh ạ. Như anh qua anh chị mình đi đảo cọ đấy. Anh chị thấy xây dựng toàn bằng cát. Cát đấy là cát hút từ dưới nạo vét dưới đáy biển lên. Đó. Bây giờ anh chị có thể nhìn sa mạc mênh mông, đụn cát nào trông như đụn cát nào. Nhưng mà các bác đi
hay là có gì GPS mình... không ạ, đều cảm giác hết anh ạ, nhớ đường rất giỏi. Ông khả là ông có một cái mật khẩu gì đó. Mật trời này à? Đúng chưa, không phải đơn giản đâu. Trong ngày người ta như vậy, như đi đi trên xe bằng không biết đâu nào nào là đất liền đâu nhỉ. Google Maps nó chỉ ra đây không chỉ ra sa mạc. Ra đây là không. Này này Google Maps ra không đỡ chơi được em. Thế là gần như là không có sóng 3G nữa, yếu lắm. À ở đây là có một hội nhóm gì đây. Royal Hoàng gia gì đây? Royal Adventure cái gì Sarafi này. Đây này rất nhiều những cái xe này. Bây giờ anh này đang bơm lại này. Đây, có những cái đoàn xe đi rất là đẹp luôn nhá. Đấy. Đi theo đoàn như này mới đã này, đúng không? Toàn bộ là Land Cruiser hết nha anh em nhé. Ở đây phải nói là 100% là Land Cruiser luôn anh em ạ. Rất là nhiều luôn. Hình như họ kiểu sản xuất Land Cruiser để bán sang Trung Đông. Bây giờ mình đã hiểu xe xuất Trung Đông là xe như nào rồi. Giờ mình sẽ lên sụn cát ở phía trên này để chụp ảnh. Mỗi xe là xe nào cũng có một cái bơm riêng. Yeah. For the Thai, yeah. Anh Hải ơi. Đi bộ như này mệt phết đấy. Anh với em Hải giờ thi nhau chạy trên sa mạc nhá. Rồi. Okay. Bây giờ xem Chita với cả Camel ai thắng nhá. Okay. Nào. Hay. Buồn. Ôi mệt. Ôi. Ô. Mẹ thở không được. Hoàng hôn đẹp quá. Hay. Anh Hải, anh em chụp kiểu ảnh nào. Ok em. Đã. Cầm. Đã, ba anh em mình ra đây. Nào. Nào. Quên chưa? Chụp đi. Em ơi, lấy cái dàn xe này, đứng bên này, lấy cái dàn xe được không? Đây. Nào em Hải. Đây. À đây, ok hơn này. Ừ. Hải, cho phụ nữ vào giữa. Ok nha. Cầm, đi không? Cầm nhỉ? Mang đồ nghề ra tí anh em ạ. Anh em thông cảm tí nhá. Còn non nào không nhỉ? Không, xin lỗi bạn à. Bạn không cầm. Em không giữa. Đấy. Thở dữ vậy anh. Đang vừa thi nhau chạy. Anh em vừa chạy ở dưới lên. Đấy, mang từ đất nước Việt Nam sang tận Dubai được không? Bây giờ còn có mấy lon. Anh em bú khỏe quá. Mấy lon này để quay phim anh em nhá. Lên lên nào. Ui ôi. À đây này. Khi mà gặp bão cát hát rơi lên đây này. À. Bão cát á, cuốn luôn à? Cuốn luôn. À. Thế à, như khi có một cơn gió đi đến, mình phải lấy cái này này nhá. Yeah. Phập. À. Đúng không? Ừ. Em mà lấy cái vạt áo lên thì hỏng hết. Nhưng mà đẹp quá anh nhỉ. Đẹp mà. Nào, ba anh em mình bắt đầu à. Chạy phát ra kia nhá. Chạy không? Cảnh em đẹp. Có chạy được giữa không? Em chạy chậm lắm nha. Chạy chậm thì chờ nhá, không phải chạy thi đâu nhá. Ok. Mình không biết là ở bên này chắc chắn là cái sa mạc thì nó sẽ lớn hơn ở bên Việt Nam, nhưng mà cát ở đây là thua cát ở Việt dính. Nam. Cát này cát không dính. Cây Việt Nam trắng mịn mà rất là đẹp luôn. Cát này màu vàng đúng không? Ở Bình Thuận với cả ấy. Cát Bình Thuận mình trắng tinh mà. Ừ. Đẹp. Đẹp. Quá đẹp luôn. Thôi đi, anh em mình nhưng đi mà, xuống đi. 100% bằng cua rơ. Nhưng mà tất cả các loại răng vua có một cái, của cái Camel em ạ. Và Chita có một cái răng Rover. À của cái gì nhỉ, Land Cruiser à, đúng không, của Camel. Land Cruiser
mệt mệt đi này. Đúng rồi. Đúng rồi, anh bảo thất lạc lạc đà mà đi trên khác thế này đảm bảo là anh với anh em mình khoảng 30 phút là oảng luôn. Tiếp tục di chuyển các bạn ạ. Những cái đội picnic ở đây rất là tuyệt vời luôn. Hoàng hôn. Hoàng hôn trên trên cát. Nhưng mà tay lái Trường Sơn đấy. Không, nhưng mà tay này lái xe có vẻ ổn anh ạ. Ổn mà. Đúng không? Ui hồi b**ng đường cát sợ quá. Choáng. Anh Hải hôm nay choáng thật đấy. Anh Hải hôm nay là hết hồn chim mén. Ấy à? Đấy, anh em thấy không? Thế này sẽ đều phát nhà lại. Làng Cứu Giờ đúng là vẫn là vô địch đúng không anh? Đấy, mình đang... Đấy nha mọi người, nha, nó phải đi theo cái hướng mặt trời nha, đúng không? Không, nó sẽ có cái chiều của nó, khẳng định kiểu nó có đường, có you are the best driver, very good, yeah. Nhưng lúc vào nghe vẻ tợn hơn. Hả? Lúc vào nghe vẻ tợn hơn. Ờ. Không, không phải đâu, cái chỗ này nó... À, nó vẫn thế thôi anh ạ. Để mà kỹ năng này bằng bằng hơn, hơn, hơn đấy. Về đường khác rồi sao ấy? Anh thấy bằng lắm. À, mình gần đường, à đúng, về đi đường khác mà lúc đi vào thấy xa lắm. Đúng rồi. Không lầy đúng không? Đẹp quá. Đấy. Hoàng hôn, sa mạc. Không sa mạc à, mà tắt nắng xuống thì nó lại lạnh thấu xương đúng không anh? Ông nào bao giờ xa con sa mạc là lên đường nhỉ? Con lạc đà. Rồi xa lạc đà lên đường đấy, đỉnh đường bắt đầu tăng tốc rồi đấy anh em. Ai à, cẩn thận đấy anh em. Ai à? Đi mà gấu ấy. Tay lái này cũng được của nó đấy. Anh em thấy cái độ nghiêng này. Đấy. Ra đường đá rồi. À đường này nó quay rồi, cứng hơn. Ngày xưa mà thấy gọi là thấy đường nhựa này là thấy sự sống của đấy đúng không? Mình lang thang sa mạc mà thấy đường nhựa này là ok rồi. Cái cây kia là cây gì đấy em? Ta xa kia là cây trà là anh ạ, trông giống cây dừa Việt Nam mình đấy. À. Ngoài này người ta trồng rất nhiều trà là để lấy quả. Trà là nổi tiếng nhỉ? Còn những cây mà anh thấy xa cây nó sần sùi giống như cây lá liễu đó. À. Thì đó là những cây gáp. Ngày xưa khi mà người ta cái người bản địa trên sa mạc anh ạ, à. Khi mà người ta tìm đến khi mà người ta lạc trên sa mạc, mà người ta tự nhiên người ta thấy được cái cây gáp đó, thì người ta cảm thấy như đây là một nguồn sống của mình rồi. Bởi vì là những cái cây gáp đó ấy, thì chiều cao rất là thấp, khoảng 2 đến 3 mét thôi. Tuy nhiên là khi mà cái rễ của nó anh ạ, người ta cái rễ có thể đâm được sâu xuống lòng đất là 50 đến 60 mét để tìm nước. Oh. Đó, khi mà người ta thấy cái cây gáp đó, người ta sẽ dừng lại và người ta đào sâu xuống dưới cái xung quanh cái cây và sẽ tìm thấy nguồn nước và coi như là mình được sống rồi. Và còn một cách thứ hai để tìm nước, đó là có anh ông trời ông Thánh Alai anh đã ban cho cái vùng đất này con lạc đà. Đó, cái lạc đà, cái khứu giác con lạc đà nó rất là nhạy. Nó khi nào mà nó đi đến những cái nơi nào mà có ẩm gọi là có không khí nước độ ẩm hơi cao đó là nó sẽ con lạc đà nó sẽ quỳ xuống đó, sau đó thì người ta cứ đào theo cái chỗ con lạc đà ngồi thôi là người ta đã tìm thấy nguồn nước rồi. À lạc đà ngoài dẫn đường ra còn rất là nhiều phát hiện nguồn nước rất nhanh đúng không? Được, vâng ạ. Chứng tỏ lạc đà rất khôn an kinh. Vâng, nó giống như một báu vật mà thượng đế Ala ban cho cái người dân cái vùng đất sa mạc này anh chị ạ. Mà con lạc đà này sống rất dai anh nhá. Nó sống có thể là 40 50 năm. Ừ. 40 cho đến 50 năm anh ạ. Mỗi lần cái con lạc đà này nó mà uống nước ấy là nó có thể nhịn nước trong khoảng 1 đến 2 tháng anh ạ. Nhịn nước 1 2 tháng. Vâng, nhịn uống được trong 1 đến 2 tháng. Ừ. Vì anh có thể nhìn thấy cái biếu ở trên lưng con lạc đà đó. Nó giống như một cái cục mỡ để nó dự trữ thức ăn và nguồn nước ở trong đó. Ừ. Đó, nó thì đi hàng ngày rồi trên sa mạc mà không cần ăn uống. Và tuy nhiên thì con lạc đà này nó có một đặc điểm nó rất là hôi. Là anh cưỡi lạc đà anh có thấy hôi không? Có, vừa nãy anh đứng cạnh cái mồm nó này nhờ, hôi. Và cái mồm nó thì là người ta phải bịt mồm nó lại. Bởi vì ngày xưa là cái con lạc đà này nó có một cái gọi là khi mà nó bị cảm giác sợ hãi hoặc là bị tấn công ấy, nó sẽ phun cái đó gọi là người ta gọi đạn nước bọt. Đó, cái đạn nước bọt đấy không chỉ là nước bọt không mà nó chứa đựng cả cái gọi là cái những cái trực tràng ở trong dạ dày nó trào lên. Cho nên là rất hôi và rất thối.
Cho nên mà khi khách du lịch mình đến đây, người ta phải buộc người ta dọ cái mõ vào để cho nó không khạc nhổ. Còn là khi mà cái con lạc đà cái nó bắt đầu nó khạc nhổ vào con lạc đà đực thì có nghĩa là đây là con lạc đà cái này không thích con lạc đà đực này. Vâng, không thích con lạc đà đực. Không thích. Nhổ mặt là đủ hiểu luôn rồi đúng không? Tất cả cái số lượng xe này là đều đi du lịch cũng giống như mình luôn này. Đây anh em nhìn thấy chưa? Xe rất là đông luôn. Mà xe ở đây anh em đi tốc độ rất đều nhé. Hoàng hôn cực đẹp. Lái xe của mình là vượt tất cả các loại xe luôn. Good driver. You cross every car. Cái bãi xe cắm trại. Các nơi đổ về luôn. Một năm cái đất nước Dubai này đón khoảng bao nhiêu triệu lượt khách hả em? À một năm ở đây đón khoảng bao nhiêu triệu lượt khách? 70 đến 80 triệu. Chính đỏ đồng nha. Đúng là đất nước người ta kiểu hướng đến làm du lịch ấy. Này các bạn nhìn. Anh em nhìn cái bãi xe đông chưa? Quá đông luôn nhỉ? Toàn xe. Đây là xe anh em đi cắm trại ở sa mạc đấy các bạn ạ. Anh em bây giờ đang đi vào khu cắm trại. Và ở đây có vẻ như là ở sa mạc nhưng mà họ cũng có hàng rào đấy. Cứ bình tĩnh đi các bạn ơi. Hoàng hôn đẹp chưa? Nếu mà đi khám phá tất cả các tiểu vương quốc Ả Rập này chắc phải hết cả tháng em nhỉ? Ừ, 7 tiểu vương quốc Ả Rập. Khu cắm trại này rồi. Đã tới anh em nhá. Ai giờ già. Các chị em, cộng đồng người Việt từ thành phố Hồ Chí Minh à? Vâng. Từ thành phố Hồ Chí Minh đến và gặp nhau bên đất nước Dubai đúng không em? Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn. Tới sáng qua. Hôm qua tới luôn. Đây chụp vào đây mình, là chúng ta là vào đây em. Đến bên này là gọi là đồng hương rồi. Mình vừa đi sa mạc về ạ. Dạ. Em mới đi chưa? Dạ. Ok. Có gì về xem Sapa TV đừng bỏ qua quảng cáo anh nhá. Vâng vâng, cảm ơn anh. Sao nha? À chị cũng chưa có. Chị đi theo anh đi. Em giọng ngoài Bắc à? Dạ. Ở chỗ nào? Ở chỗ nào ngoài Bắc? Em chụp cho, chị đưa máy đấy, chụp cho. Sang đây làm vua lâu chưa? Sài Gòn quá. Giọng Hà Nội. Sài Gòn Hà Nội dạ. Quê ngoại Gia Lâm á. À quê ngoại Gia Lâm. Đúng chỗ công ty mình đây, Gia Lâm nhà em. Ok chị cười tươi nhá. Dạ. 2 3 này. Hai ba ok chị. Thank you. Rồi, thank you, cảm ơn anh. Dạ, em cảm ơn chị. Anh chỗ nào Gia Lâm anh? Hai bên này như ở hai chị em ấy nhỉ? Dạ. Chị em luôn. Anh à? À thế thì em xa hơn, em với các thứ chung quỷ. Dạ, em sang mấy ngày rồi. Em còn 3 ngày dạ. Lát nữa có gì chúng ta nâng ni nhá. Đây, hiện tại thì anh em mình đang đứng ở cái chỗ này là Royal Adventure. Mình vừa mới nhìn thấy tất cả cái xe của cái hãng du lịch này đúng không? Đúng rồi anh ạ. Ở đây là khu cắm trại của cái công ty này. Sau đây thì em sẽ mời mình vào đây mình trải nghiệm khu cắm trại của sa mạc. Anh chị mình vào đây. Ok ạ. Đấy. Còn đầu tiên thì anh chị mình sẽ đi qua khu bàn trà, khu mời bánh. Ở đây anh chị sẽ có thể thử một chút trà là này. Mình thử một chút trà của người Ả Rập này. Và mình có thể ăn bánh rán của người Ả Rập. Và bên trái anh chị đây ạ. Hi friend. Yeah. Did you subscribe Sapa TV? Yes, subscribe. Subscribe, okay. Vừa mới đăng ký xong Sapa TV đấy. Em mời anh chị mình đấy, mình thử những cái đồ bên này ạ. À. Ok, đây là quả trà lá anh nhá. Mình sẽ thử một chút trà lá đây, đầu tiên đây.
Đó. À. Sau đó thì mình sẽ thử một chút trà của người Ả Rập. Chào chị nhá. Đây là quả trà lạ. Dạ đúng rồi ạ. Rồi thử cho. Trà lạ. Thank you. Đây mình uống trà đây anh chị nhá. Rồi, sau đó thì là bánh rán của người Ả Rập này. Ừ. Trà lạ sao mùi cát vì vị cát đấy nhỉ? Không. À cái mồm anh em mình mới đi Sa Mạc về nó dính cát. Vâng. Yeah, coming, coming. Ừ. Bên đây là bánh rán cổ truyền người Ả Rập này. Anh chị mình thử đi, bánh rán mật rất ngon ạ. Nhưng mà cái này nước gì đây? À, nước trà anh ạ. Ừ. Anh Hải ơi, nước trà là. Đó, anh ăn thử bánh rán đi. Bánh rán à? Vâng. Rất là ngon bánh rán mật đấy ạ. Rồi, ok. Ok đấy. Thank you. Dạ. Còn đây là. Ok, các bác. Đây là bánh rán. À, em chào anh. À. Ừ. Đây, em mời bạn nhà mình vào bàn của mình đi ạ. Dạ. Chào anh. Vâng, vâng. Cả nhà mình sẽ ngồi đây mình ăn tối anh nhá. Và mình xem các tiết mục văn nghệ của người bản địa bên này. À. Đó, sau đó thì còn đây gồm có tiết mục đầu tiên là sẽ là tiết mục múa bụ. À. Đó, sau đó, vâng. Đúng theo kiểu ngày người Ba Tư ngày xưa đấy. Vâng, ở đây có các cô em Ả Rập múa rất là đẹp. À. Đó, sau đó thì sau khi nhà mình xem tiết mục múa bụ xong là mình bắt đầu là mình ra cái quầy bên trái anh chị đây. Đó là quầy buffet ăn tối. Không, từng người lên chụp. Đây bây giờ người ta mời mình lên để chụp ảnh anh ạ. À. Yeah. Rồi, come. How? This is the come. Đây là con nặng này. Con chim cắt. Lại ra đấy. Rất quý lắm. À. Đây là biểu tượng người Ả Rập đấy. Yeah. Nguy hiệu cũng like là con chim này hết. Hơi hốt anh em ạ. Nhưng mà cái này là thú vui của nó biểu tượng của quốc gia. À biểu tượng quốc gia luôn. Ồ. Oh. Không vì để có hình cho chim nhá. Đừng có mổ anh em nhé. Con này hiền lắm yên tâm. À con này là được thuần chủng rồi. Vâng, anh Hải ơi lên làm tí đi anh Hải ơi. Không thôi hai anh em mình đi. Hai anh em mình. Hai anh em mình. Lần nữa. Quay quay. Không được rồi được rồi được rồi. À lại một chiêu nữa. À. À mổ vào đầu. À đứng cái. À à. À nó đang gặm bên kia. Bà bảo nó đừng gặm trên đầu. À thế mày đừng có ẻ trên đấy nhá. À, à cái này gọi là biểu tượng đấy nhá của giới quý tộc và nhưng mà anh cũng thấy nghe vừa nghe gì kia bảo rằng là ở đây nếu như ai nuôi con chim này là đại gia đấy. À à bây giờ anh Hải vào đi thôi. Ừ. Hai anh em mình một phát đó. À Vương ơi nhìn thấy uy tín không? Yêu nhá, yêu em. Yêu. Yêu nhá. Lần lưu đúng không? Ừ. Nâng niu, nâng niu, nâng niu. Nâng niu em nhá. Ok. Nhưng mà bây giờ tôi uy tín một cái nhá. Thế này bây giờ đại gia Dubai. Đại gia. Đây này, okay, anh cho nó mổ lên đầu đi. Là gì đây? Ai là? Ai à? Ai. Ai. Tuyệt vời đấy nhỉ. Ok. À, đẳng cấp chưa? Đang gặp em ạ. Anh em mình chụp một cái kỷ niệm nhá. Vâng. Em giơ tay. À, nhìn vào đây, nhìn vào đây. Ok. À, à, ok. Ok. À. Ok. Con này không thả đi săn mồi à? Can you just put it he up and then come back no? Cannot à? Chắc là phải cho nó lên phát nó bay mất luôn. Em xem cái chỗ này thế nào, anh không biết tiền nào một là tiền nào cả. 30. Này. 10 này. Okay. 10 này. 20 này. 30. Yeah. 30, right? Ok. Yeah. Thank you. À, chụp cho ảnh làm mất 30g. 37, 2 lít mốt. À. Biểu tượng, dạ, tuyệt vời.
sau đây thì em mời nhà mình sang bên khu vực ăn buffet nhà mình lấy đồ ăn nhá. Ờ. Ở đây là ăn buffet anh em nhé. Vâng, ăn buffet theo phong cách người Ả Rập. À. Ở bên này đầu tiên là anh chị sẽ thấy là có trà với cà phê. Ừ. Đó. Sau đó thì mình vào cái gian đầu tiên sẽ có bao gồm là cơm, mì, salad và các loại bánh một chút và có thể là có cả cà ri. Đó. À. Sau đó thì anh chị mình lấy đồ xong. Đó, mình di chuyển sang bên này. Mình đi theo một vòng, mình ra đây mình sẽ lấy thịt BBQ này. À. Đó, bây giờ mình vào đây mình lấy cơm rồi là rau. Ngon thế, ngon thế. À, you speak Vietnamese? Yes. Đây, đây, đây. Little bit, ok. Thank you. Yeah. Đây chị nhé, mình sẽ lấy đồ đây, lấy đĩa và lấy dĩa ở đây, xong rồi mình xem. Anh Hải, em đi sang bên này. Ok, ok. Đó, à, mình cầm luôn cái này anh chị ơi, mình cầm luôn dĩa thìa này. Đó. Cái này một cái anh bây giờ là ăn đó, đây là món salad nha anh nhá. Yeah, salad thì mình lấy. Salad trước này. Rau 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 cải đó, mình thứ mọi người muốn thử mỗi thứ một chút là mình trải nghiệm mà mỗi thứ mình lấy một chút. Salad này. Cái này. Em ơi, anh lấy cho em một tí này cho nó. Rồi, cảm ơn anh. À, cái này là cơm gì đây em? À, cơm bốc đấy anh ạ, cơm bốc là lúc sáng trưa mình ăn đó. À, cơm bốc à? Rồi, làm tí cơm bốc. Nay mình ăn buffet mà. Sau đó pasta này. Cái này cái gì đây? Pasta anh ạ. Pasta. Đây sẽ là mì này. Rồi. Cà ri này. Mì. Khoai tây này. Cơm này là cơm trắng này anh? Và cơm trắng không đấy. À cơm trắng không à. Nhưng mà cơm dài dài anh nhỉ. Ở đây bên này thì cà ri với khoai tây anh này. À cái này cà ri khoai tây à? Cà ri gà anh nhé. Cà ri gà. Cà ri gà khoai tây. Dạ. Một chút. Cái gì đây? Khoai tây à? Cà ri gà khoai tây. Đây đây em ơi. Cái này khoai tây. Khoai tây anh ạ. Khoai tây. Ừ. Hay đấy. À. Bên này có cà ri với cả em làm gà khoai tây anh này. Có anh cho em tí khoai tây. Ít thôi. Được không? Ít nào. Rồi. Ok em. Ít thôi thế không nhiều. Đây ạ. Đây ạ, mình đi xem bên này ạ. Bên này giống nhau à? Không, hai bên này giống nhau anh nhá. À, đây đây đây. Barbecue outside, ok. Barbecue là cái đồ nướng các bạn ạ. Là phía ngoài này. Ở đây đây, mình sẽ lấy đồ nướng ngoài này anh kia. Good, 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 very good. À, đây là cái lò nướng của họ này. À. Hello. Oh. Thank you. Welcome, brother. What kind of this? Chicken. Yeah, gà. Gà. Oh, you speak Vietnamese? Yes. Oh. And what is this? Kebab. Huh? Kebab, meat. Meat. Okay. Chia. Có nghĩa là chia phần. Em xin mời ra chuyển sang đây mình lấy. Nếu như mình có nhu cầu lấy thêm nước thì mình ra đây chị nhé. Đồ nướng chị ạ. Vâng. Bên khu bên này là khu đồ trắng miệng. À. Hello, welcome. Hello again. Yeah. Fruits? Yeah. It's dessert. Let me lay hoa. Ah, it is a dessert here. You can also have thank you. Welcome. Ah, dessert. Thank you. This rice cream is very, very delicious. Huh? What is this? What is this? Ice cream. Ice cream. Ah. It's natural. Ah, ice cream. How is? Kem. Good. Kem. Kem. Yes. Vietnam go kem. Kem. Okay. Okay. Thank you. Boss right. Mm. Này tiếp vị tốt đấy. Mm. Ở bên này là tuyệt vời. Mm. Thế xong rồi anh nhá. Okay. Mình sẽ quay về bàn mình ăn tối. À. Và sau khi mà anh chị là mình ăn xong rồi, hết thì mình có thể quay lại lấy tiếp. À, okay. Yeah. Đấy. Đi một vòng phát là có một đĩa đây rồi. Em ơi. Dạ. Hay đấy mình. Chơi quả đùi gà hơi to đấy. Dạ, vâng. Mình đấy. Dạ. Vâng, cái này thì mọi người nhà mình ăn thì là mình gọi là mình ăn trải nghiệm cái đồ người bản địa. Dạ vâng. Ngoài sa mạc xem người ta ăn như thế nào. Tí về mình vẫn phang mì tôm. Được. Không, cái này là rõ ràng anh em ạ. Tại vì em thấy là nhiều người Việt mình sang đây là người ta không phù hợp với cả cái gia vị bên này. Vâng. Rất là nhiều loại rồi là hoa hồi rồi là quế các thứ đó. Người ta nấu quyện với nhau là mình không ăn được nhiều cô có tí là không ăn được. Ừ. Không nhưng mà mình phải nói là rất thích những cái văn hóa ở đây. Đây là cũng là một cái cách làm du lịch các bạn ạ. À, mình sau này về có thể mình sẽ làm một cái như này. Anh em mình hôm nay là mặc dù nhá anh em mình mang bia vào đây. Đúng rồi. Nhưng các bạn biết sao không?
họ vẫn tính tiền bình thường giống như họ bán bia ở đây ấy. Đấy. Tức là 100 D Mark à 100 gì nhỉ? 25 dirham một lon. 25 dirham một lon. 700.000 Việt Nam mình. 700.000 bốn lon bia này đấy. Nào. Bốn lon bia Camel này là. Mà mình mang vào nhá. Còn mình đi mua ở kia thì vẫn thế. Chúc mừng chúc mừng năm mới chúc sức khỏe các anh. Ok. Dạ vâng, chúc mừng năm mới. Tu tí nhá. Dạ vâng. Đi sa mạc về. Tuyệt vời, có tí bia nó đâu vừa đấy anh nhỉ. Rồi. Hơi bị mát mồm. Dạ. Rồi. Nhưng mà anh cũng phải xin lỗi tí bây giờ. Anh xin phép vượng. Dạ. Bởi vì cái gia vị của mình thì nó là bản địa cũng như là ấy thì cũng gia vị người ta. Dạ vâng. Mình cho anh xin một cái đĩa luôn em ra. Ừ. Xin ok. À, thay than. Thank you guy. No, Vietnamese. Đây anh để luôn đây. Xin chào. Xin chào. Ừ. Hải ơi. Xin chào. Dạ. Em okay. pha ít chẩm chéo đi. Đây ca pha chẩm chéo đi. Vâng. Đâu có vâng. Nước lọc của em vừa ấy đâu nhỉ? Nước lọc có. Đây để mình cho anh nhất. Đây. Đây là cũng đây trong này có nước lọc này. Đây là phục vụ rất chu đáo nha anh em nhé. Nói với em Vượng là chẩm chéo chỉ cần pha nước lọc là ok. Dạ. Dạ. Ok chưa? Để cái này xuống. Đi đâu mình cũng mang hương vị quê hương đúng không anh? Dạ. Nice, very nice. Hãy bỏ này xuống. Bỏ này xuống nha. Dạ. À. Ok. Bây giờ là nước lọc đâu nhỉ? Đây. Được, em cứ đổ. Anh em thông cảm nhá. Có nghĩa là nó phải có tiếng chẩm chéo, nó cay tê tê anh em ạ. Nhiều nhiều vào. Rồi. Chẩm chéo đây được. Thêm nước đi. Nhiều vào. Em cứ đổ hết. Rồi. Ok. Thế này đúng không? Rồi, nó phải có tí cay anh em ạ. Rất căng thẳng. Ừ, nhưng mà chấm cái gia vị này là phải. Bên này tuyệt đối là nó rất ít cay nha nhỉ. Em thấy ăn cái vị đồ bây giờ là ít cay đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nào, anh em mình mỗi người làm cái đùi gà lên nào. 1 2 3 Go. Tắt rồi. Tối lửa tắt đèn có nhau à? Bây giờ tiếp vào. Bây giờ tiếp mục thứ 2 anh ạ. Tiếp mục gì đấy em? Bây giờ tiếp mục của cổ truyền về đó. Anh sẽ thấy là có một anh chàng mặc váy. Đó, anh chàng nó mặc váy và lên đây sẽ múa từ đầu đến cuối là anh ấy không ngừng, anh quay tròn và không ngừng nghỉ. À. Em ơi, quá đẹp luôn hôm nay thời tiết này, trăng này em này. Trăng nhiều sao còn máy bay. Máy bay bay về về anh em ạ, thấy không? Đấy. Trăng sáng quá luôn anh em này. Hôm nay mình nói là rất là đẹp luôn. Thích hợp. Dạ. Anh ơi, làm tí đi. Mà nhiệt độ nó bây giờ nó tầm khoảng bao độ em nhỉ? Chắc là khoảng 24 25 độ. Không, 26 độ. Sa mạc thường là về khuya là rất là lạnh. Không như cái mùa này nó. Mùa này nó mát đúng không? Em. Đúng rồi, mùa này là thank you.
của cháu Hải này là có những cái cảnh như này đấy.